Israel và dải Gaza sau ngày đen tối. Hỗn loạn, khói lửa và đau thương vẫn bao trùm Israel và dải Gaza, một ngày sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas. Những đám khói đen bốc lên dày đặc sau một cuộc không kích của Israel ở dải Gaza hôm 7 tháng 10. Trước đó cùng ngày, lực lượng Hamas của Palestine đã phóng hàng nghìn quả rocket và tiến hành cuộc đột kích hiệp đồng bằng đường bộ, dù lượn trên không, đường biển vào Israel. Cuộc tấn công khiến ít nhất 300 người thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương. Hamas nhấn mạnh chiến dịch bắt nguồn từ những cuộc tấn công ngày càng leo thang của Tel Aviv nhằm vào người Palestine ở bờ Tây, Jerusalem và trong các nhà tù Israel. Hai đứa trẻ bên trong một ngôi nhà bị hư hại ở dải Gaza sau cuộc không kích trả đũa của Israel hôm 7 tháng 10. Chính phủ Israel đã tuyên bố tình trạng chiến tranh, phê chuẩn quyết định hủy diệt Hamas, ra lệnh cho không quân triển khai hàng chục chiến đấu cơ tấn công các mục tiêu ở dải Gaza. Chúng tôi sẽ vùi dập Hamas không thương tiếc để trả thù cho ngày đen tối mà họ đã mang tới Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố. Thân nhân của những người Palestine thiệt mạng hôm 7 tháng 10 than khóc bên ngoài nhà xác của một bệnh viện ở Gaza. Cơ quan y tế Palestine cho biết các cuộc không kích đáp trả của Israel vào dải Gaza đã khiến hơn 230 người thiệt mạng và 1.700 người bị thương. Người Palestine chạy trốn khỏi các cuộc không kích của Israel trú ẩn trong một trường học do Liên Hợp Quốc điều hành ở thành phố Gaza. Một nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel ở Khan Yunis, Gaza. Giao tranh giữa lực lượng Israel và các chiến binh Hamas đã tạo ra một thảm họa nhân đạo, khiến hàng chục nghìn dân thường vô tội bị ảnh hưởng, nhiều người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Trong ảnh, người dân Israel hiến máu tại một bệnh viện ở Jerusalem nhằm giúp các bác sĩ cứu chữa những người bị thương vì giao tranh. Khi lực lượng Hamas tràn vào các khu định cư xung quanh dải Gaza, nhiều người Israel không nghĩ rằng họ sẽ đối mặt với nỗi kinh hoàng như vậy. Cuộc tấn công là đợt xâm nhập chưa từng thấy của Hamas vào lãnh thổ Israel, cũng là một trong những động thái leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất tại khu vực suốt nhiều năm qua. Một người đàn ông ở thành phố Ashkelon, miền nam Israel, tháo chạy sau cuộc tấn công bằng rocket từ dải Gaza hôm 7 tháng 10. Quân đội Israel, lực lượng đang phải đối mặt với những chỉ trích về việc không thể ngăn chặn cuộc tấn công của Hamas, cho biết họ đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết các điểm bị xâm nhập, tiêu diệt hàng trăm chiến binh đối phương và bắt hàng chục tù binh. Tuy nhiên, giao tranh vẫn diễn ra ở một số nơi. Một tòa nhà ở Tel Aviv bốc cháy sau cuộc tấn công bằng rocket từ dải Gaza. Hàng trăm người Israel hôm nay tìm đến các đồn cảnh sát để hy vọng biết tin về số phận của những người thân yêu đã mất tích trong cảnh hỗn loạn. Nhiều người, trong đó có cả trẻ em, được cho là đã bị bắt cóc tới dải Gaza. Những người khác có thể vẫn ẩn nấu trong các ngôi làng bị bao vây. Hệ thống phòng không vòm sắt Iron Dome của Israel đánh chặn rocket phóng từ dải Gaza ngày 8 tháng 10. Hai binh sĩ sáng ngày 8 tháng 10 đứng trước một đồn cảnh sát Israel đã bị phá hủy sau các cuộc đụng độ nhằm đánh bật những chiến binh Hamas đóng quân bên trong. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo về một cuộc chiến kéo dài và khó khăn khi giao tranh với Hamas đến nay khiến hàng trăm người thiệt mạng ở cả hai phía. Trong một dấu hiệu cho thấy xung đột có thể lan rộng ra ngoài dải Gaza, dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon hôm nay đã nã đạn cối vào vị trí ở biên giới Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với Hamas. Quân đội Israel đã nã pháo vào lực lượng Hezbollah để đáp trả. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.